Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình. Xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Quý vị ơi, trong chương trình hôm nay thì chúng con có một sự hiện diện rất là đặc biệt của Linh Mục Nguyễn Đức Dũng. Lời đầu tiên xin chào cháu Dũng và xin cháu Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Vâng, xin gửi lời chào cha An Bình và xin Đức Dũng xin gửi lời chào đến tất cả quý ông bà, anh chị em, những người đang coi chương trình này. Vâng, kính thưa quý vị, thì nếu mà quý vị ở Orange County thì quý vị biết là cha Dũng thì cha ít nói lắm, nhưng mà cha có rất là nhiều tài, đặc biệt là sáng tác nhạc thánh ca. Thì hôm nay chúng ta sẽ tâm tình với cha và hỏi cha là đi tu như thế nào và trước khi tu thì cha có người yêu hay không. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên mà chắc mọi người hay hỏi cha là tại sao cha biết được là cha có ơn gọi để đi tu, thưa cha? Lúc trước thì chưa bao giờ mình biết có ơn gọi hay không. Rồi khi mà đi qua Mỹ này rồi thì đi hát ca đoàn. Rồi trong ca đoàn có hồi đó ở Savapora, rồi cùng với cha Dân, cha Long, những người họ rủ mình đi tu. Thành thử ra mình mới qua Mỹ mình bảo chứ thôi thì để mấy bạn đi trước đi, rồi mình để coi xem sao. Và suy nghĩ sau 3 năm thì mình mới thực sự là cảm thấy là Chúa gọi mình. Ồ, vậy. Nhưng mà có một cái dấu chỉ đặc biệt là như là Chúa gọi cha trong giấc mơ hay là làm sao để mình biết được cái ơn gọi đó, hay là cha phải qua những cái sự học hỏi ở trong nhà dòng để mới quyết định cuộc đời của mình để theo Chúa? Ồ, không đâu. Lúc trước ở Việt Nam thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tu. Đêm ngủ thường thường nằm mơ thấy tiên thôi, chứ còn chả bao giờ nghĩ đến chuyện tu cả. Rồi qua đây, rồi khi mà đi hát ca đoàn, rồi cứ hát sau ca đoàn rồi đã đi hát karaoke, mấy bạn đi hát karaoke, xong rồi mấy người kia rủ đi tu, xong mình bảo chứ trời, tu mới qua làm sao mà tiếng Anh không biết, toàn biết tiếng em không, bây giờ bảo đi tu làm sao đi tu. Rồi thôi để mi suy nghĩ lại. Rồi sau đó trong vài năm đó thì cái cảm giác đầu tiên là lúc đó mình buồn lắm, mình nhớ về Việt Nam, mình có cảm giác dân Việt Nam mình đau khổ. Rồi ở bên này thì mình thấy có những cái sự nào mà bất công á, là mình khó ngủ lắm. Mình muốn là mình phải đấu tranh cho công bằng, cho lẽ phải, cho sự thật. Cho nên mình muốn làm cái gì đó để mà lên tiếng cho sự thật. Rồi có những lúc mình nghĩ là chắc mình phải làm luật sư. Nhưng mà sau rồi lại bảo chứ luật sư xong toàn phải nói dối mới thắng được. Thành thử ra mình bảo thôi chắc là rồi các bạn đủ đi tu nữa. Thì mình nghĩ bảo như vậy mình đi tu, mình có thể dùng lời Chúa để ngăn cản trước khi cái chuyện xấu nó xảy ra. Chứ không có để là chuyện bất công xảy ra rồi mình mới đi tranh cãi thì lúc đó không tốt. Cảm ơn cha rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng con sẽ có những nhạc phẩm do chính cha sáng tác và cha sẽ hát cho chúng ta. Vậy thì cái bài hát đầu tiên, chúng con mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chúa Vẫn Cùng Bên Con. Và chúng ta cùng thưởng thức giọng ca của cha Nguyễn Đức Dũng. Vâng, để trước khi Dũng hát bài này thì xin nói cho quý vị biết là vì trước khi đi tu mình có một cảm giác là mình là một con người rất là tội lỗi. Và sau khi được Chúa mời gọi thì mình cảm thấy là tình yêu của Chúa rất là bao la và luôn luôn đón nhận tất cả những con người yếu đuối tội lỗi như mình. Thành thử và lúc đó thì mình mới cảm nhận được rằng Chúa vẫn luôn đi bên cạnh mình, đồng hành với mình. Cho nên Dũng đã viết nhạc phẩm này và lấy cái tựa đề là Chúa Vẫn Cùng Bên Con. Giờ đây xin mọi người cùng thưởng thức với tiếng hát của Đức Dũng. Đời sống bao lo âu muôn phiền,
sống những lúc chua cay bao dối gian lòng lừa. Dù cuộc sống những lúc phong ba còn mất đi niềm tin, thì Ngài vẫn tha thiết bên con, luôn đỡ nâng vui an và cho con ước mơ hy vọng. Nay con nhận ra tin Chúa ơi bao la tuyệt vời, ban muôn hồng ân Ngài gìn giữ tháng năm chờ che. Bao nhiêu ngày qua Ngài vẫn mãi sẵn bước bên con, dù những lúc thất tín vô ơn, dù đời con mang nhiều tội lỗi, con đã quên tình Ngài thì tình Chúa vẫn mãi bên con như cánh tay mẹ hiền. Thì tình Chúa vẫn mãi trong con, trong trái tim tình yêu. Ngài nhẹ bước nâng đỡ con lên trên cánh tay dịu dàng, và cùng con hân hoan bước đi. Dù cuộc sống những lúc chua cay bao dối gian lòng lừa, Ngài vẫn tha thiết bên con, luôn đỡ nâng vui an và cho con ước mơ hy vọng. Bao nhiêu ngày qua Ngài vẫn mãi sẵn bước bên con, dù những lúc thất tín vô ơn, dù đời con mang nhiều tội lỗi, con đã quên tình Ngài thì tình Chúa vẫn mãi bên con như cánh tay mẹ hiền. Chúa vẫn cùng bên con, một sáng tác của cha Nguyễn Đức Dũng rất là tuyệt vời. Thì thưa cha, là khi mà chúng ta bắt đầu đi tu ấy, thì chúng ta phải có những cái quyết định rất là, phải nói là hơi khó. Thì hồi nãy cha chia sẻ là
cha đêm khi mà cha ngủ thì cha chỉ thấy tiên thôi. Thì bây giờ là khi mà trước khi mà cha quyết tâm mà cha đi tu như vậy thì có cái cản trở nào không? Ví dụ như là gia đình, không biết là gia đình cha là ở bên đây hết rồi hay là ở bên Việt Nam thôi cha? Đây cũng là một cái câu hỏi mà Dũng phải phân vân cũng mấy năm trời. Tại vì tất cả gia đình Dũng ở Việt Nam, Dũng vượt biên qua đây một mình thôi. Rồi gia đình lại là con trai một và mình chỉ có một người em gái ở Việt Nam. Thành thử ra mình cũng phân vân, mình không biết là mình nên đi tu hay là mình ở ngoài đi làm để tiếp tục giúp cho gia đình. Đây là một câu hỏi rất là lớn và mình phải quan tâm, concern rất là nhiều. Rồi sau đó khi mà mình nói là mình muốn đi tu thì có những người cũng ngăn cản, cũng người nói là trời ơi, gia đình con một qua đây mà không lo giúp gia đình còn đi tu nữa. Đó là những người lớn nói. Rồi những cái người bạn mà biết cùng mình, cùng thời với mình hoặc là biết mình á, thì bảo chứ trời ơi, mày mà đi tu được, tao đi đầu xuống đất. Một cái thằng chỉ mơ mê gái như vậy mà sao đi tu được. Và cái đó là làm cho mình cũng nghĩ lại. Nhưng mà tạ ơn Chúa là sau những năm concern rồi quyết định đi đến con đường đi tu, và rốt cuộc thì Chúa cũng gọi trở thêm làm linh mục. Và cho đến giờ này làm linh mục cũng được 14 năm nhưng mà vẫn mê gái chứ không mê trai ạ. Cảm ơn cha đã chia sẻ rất là chân thành, phải không quý vị? Nhưng mà thường thường khi mà chúng ta có những quyết định như vậy thì phải rất là cố gắng và cần nhiều ơn Chúa. Cha đi tu chủng viện nào thưa cha? Dũng bắt đầu bước vào đời tu có lẽ là rất là trễ. Biết yêu thì sớm, 16 tuổi biết yêu nhưng mà 30 tuổi mới đi tu. Thành thử ra lúc đó thì qua bên này tiếng như hồi nãy có nói là tiếng anh thì không biết, toàn về biết tiếng em thôi. Thành thử ra bước vào đời tu khi đó mới học ESL. Và bước vào đời tu bắt đầu thì Dũng nghĩ là đi tu vô địa phận thì chắc là không có nhận rồi. Thành thử ra qua kinh nghiệm của mấy người bạn thì Dũng đã chọn đi dòng Francisco Convent chùa trước. Và sau đó được hơn 2 năm mặc áo dòng xong rồi thì trong thời gian ở nhà tập thì sau đó có chuyện gia đình đi ra và tiếp tục học hành rồi về sau mới xin vô địa phận Orange. Vâng. Vậy thì xin hỏi cha là những cái bài hát này thì cha là sáng tác trong những lúc mà cha còn đang ở trong chủng viện hay là khi mà đã thụ phong linh mục rồi? Có lẽ hầu hết là sáng tác trong lúc đi tu. Chứ còn sau khi mà chịu chức linh mục rồi thì chỉ còn đam mê là soạn bài giảng thôi. Chứ còn không soạn đam mê về soạn nhạc nữa. Nhưng mà trước khi đi tu, lúc còn ở ca đoàn là bắt đầu sáng tác từ năm 1994 và năm 1996 thì bắt đầu mới bước vào đời tu. Và trong thời gian chưa đi tu là sáng tác rất là nhiều nhạc tình, xong rồi mới qua nhạc đạo. Đó là cha vừa nói là cha có sáng tác nhạc tình nữa thì bữa nào chắc phải mình phải làm một chương trình đặc biệt mời cha lên. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta tiếp tục thưởng thức những dòng nhạc của cha, và cái bài hát thứ hai là bài Tận Hiến, nói lên cái lòng quyết tâm của cha muốn đi tu. Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, trước khi hát bài Tận Hiến thì cũng nói qua cái bối cảnh sau khi mình cảm thấy con người tội lỗi nhưng mà Chúa vẫn cho mình cơ hội để đến với Chúa để tiếp tục bước vào con đường Tận Hiến, thì cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa đã hy sinh để cứu chuộc nhân loại. Cho nên mình cũng có muốn một bước vào đời tu bằng một cái lời thề là con cũng sẽ tận hiến để bước theo con đường của Chúa. Thành thử Dũng đã viết qua bài hát Tận Hiến để như một lời thề với Chúa con sẽ bước theo Ngài. Bây giờ đây xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tận Hiến. Dòng
suối mát, Chúa cho con an nghỉ. Thảm cỏ xanh, con no đủ tình ngài. Làn gió mát, du hồn khắp lan mây. Để hồn con bay vào chốn thiên cung, hạnh phúc đó ngài ơi con mau tìm. Tình ngài thương ấp ủ như đại dương, con yếu đuối con đưa về chốn vinh quang, yêu thương nhân loại một niềm, ngài nguyện dâng hiến thân mình, hy sinh trên thập tự hình để được cứu rỗi muôn dân. Cho đời xin dâng cha nguyện một lời, trọn đời tận hiến hy sinh. Dòng suối mát, Chúa cho con an nghỉ. Thảm cỏ xanh, con no gió mát, du hồn khắp làn mây. Để hồn con bay vào chốn thiên cung, hạnh phúc đó ngài ơi con mong tìm. Tình ngài thương ấp ủ như con yếu đuối mang thân phận tâm thương, ngài thương con đưa về chốn vinh quang. Nay con xin nguyện một lòng, trọn đời xin bước theo ngài, yêu thương không phụ tin ngài, một đời dâng hiến hy sinh. Xin vâng cho trọn cuộc tình, một lòng son sắt với ngài, yêu thương nhân loại một niềm như tình Chúa đã yêu con. Con yếu đuối mang thân phận tâm
Chúa đã yêu con. Kính thưa quý vị, chúng ta đang nghe tâm sự vào dòng nhạc của cha Nguyễn Đức Dũng. Thì bây giờ sẽ là câu hỏi cho cha là khi mà mình trước khi mình đi tu á, thường thường mình có những cái điều suy nghĩ là nhà dòng như thế nào hay là tu viện nó như thế nào. Khi mà cha có những cái ý nghĩ đó trong đầu mà thật sự khi mà mình đi tu rồi, có bị bất ngờ không cha? Đối với Dũng thì sau khi đã hết 3 năm trời để mà suy nghĩ cho cẩn thận, rồi sau những lời mời gọi của bạn bè, mỗi một năm họ về họ lại hỏi đã chuẩn bị chưa. Và sau khi nghĩ đến trong lòng của mình, có lẽ lúc đó Chúa gọi mình, thành thử mình can đảm để bước đi, dù không biết là mình sẽ bước đi như thế nào, nhưng mà Dũng nghĩ rằng Chúa đã cho mình cơ hội thì mình cũng phải cho mình cơ hội để bước đi, dù không biết ngày mai như thế nào, nhưng mà hãy cho mình cơ hội để rồi xem là tương lai như thế nào. Cha Dũng với em là kiểu như là cũng đi học ở St. John, và chúng ta biết là chúng ta đến qua đây thì cũng tuổi nó cũng hơi lớn rồi. Thì đối với việc học nó có khó khăn với cha không thưa cha? Có lẽ học hành là một trong những sự thử thách lớn nhất đối với Dũng trong đời tu. Thì 30 tuổi đời mình mới bước vào đời tu từ ABC. Cho nên là từ khi bước vào đời tu cho đến lúc học xong là hết 11 năm. Và một năm đi giúp xứ nữa là 12 năm. Và trong những năm học như vậy thì Dũng học ngày, học đêm, học cả weekend. Thành thử ra lúc đó là mình học một cách đam mê. Nhưng mà có lẽ là tạ ơn Chúa là lúc đó Chúa biết mình yếu đuối, nhưng mà Chúa cho mình một cái motivation, một cái sự thúc đẩy trong lòng. Thành thử ra mình đã cố gắng học ngày học đêm để đạt được cái ước mơ đó. Thường thường những người mà giáo dân thì hay hỏi là các cha, các sơ đi tu có hay bị cám dỗ hay không? Thì hồi nãy cha chia sẻ một chút xíu rồi, nhưng mà bây giờ cha đã làm linh mục được mười mấy năm rồi. Thì qua cái quãng đường phục vụ của cha tại các giáo xứ, thì những cái cám dỗ nào mà cha nghĩ là bây giờ mà các linh mục, các sơ hay bị cám dỗ nhiều nhất thưa cha? Và cha có phải đối xử hay là xử sự nó như thế nào? Dạ vâng, chắc chắn là như hồi xưa đã nói rằng các bạn mình thường chọc mình là thằng mê gái mà làm sao đi tu được. Và cho đến bây giờ thì mình vẫn mê gái, cho nên nhìn các bông hồng mặc áo dài thướt tha đẹp là mình vẫn có cái cảm giác là rất là yêu thích. Tuy nhiên với cái ơn gọi của mình đã xác định thì mình sẽ cố gắng đi đến hơi thở cuối cùng. Còn cảm giác của mình thì lúc nào cái tình yêu nó cũng có. Với tất cả những giây phút mình nghĩ đến quá khứ trong những cuộc tình đẹp của mình, thì đôi khi mình cũng có những lúc như vậy. Nhưng rồi mình vẫn phải xác định được con đường của mình đã bước đi như thế nào. Vậy là cái sự commitment rất là quan trọng. Và bởi vậy mà cha có những tác phẩm về nhạc tình nữa mà chắc một chương trình nào đó chúng ta phải mời cha trở lại. Thì cái bài hát kế tiếp này xin cha giới thiệu nó như thế nào và cha sáng tác như thế nào trong cái hoàn cảnh này thưa cha? Khi mà bước vào đời tu rồi thì mình sẽ phải tập luyện rồi cố gắng, và để vượt qua tất cả những sự yếu đuối của mình sẽ phải tu luyện tu thân tích đức ha. Cho nên với cái khả năng của mình, với cái sức của mình thì mình sẽ không làm được. Bởi vậy mình chỉ có tin tưởng, tín thác vào Chúa và đặt mọi sự vào sự quan phòng của Chúa, và để xin Chúa giúp đỡ cho mình. Thành thử bài hát kế tiếp là trong một tâm tình cầu nguyện, Dũng xin Chúa biến đổi mình trở thành những cái khí cụ bình an của Ngài. Cho nên Dũng đã đặt tên cái bài hát là Xin Dạy Con, để rồi mình sẽ theo tiếng gọi của Chúa và xin Chúa biến đổi mình từ từ thành những khí cụ bình an của Chúa, để rồi mình có thể phục vụ Chúa và tha nhân theo cái đường hướng của Ngài. Bây giờ đây mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Xin Dạy Con.
Chúa xin dạy con biết im lặng như thảm cỏ lặng yên dưới nắng hè. Lạy Chúa xin dạy con biết đau thương như viên đá bơ vơ bên vệ đường. Lạy Chúa xin dạy con biết khiêm nhường như bông hoa kia sớm nở tôi tàn. Lạy Chúa xin dạy con biết yêu thương như mẹ hiền luôn yêu mến con mình. Lạy Chúa xin dạy con luôn bước đi cùng Ngài để con luôn hăng say đi gieo niềm tin mới. Lạy Chúa xin dạy con biết can trường như cây cao vẫn đứng im một mình. Lạy Chúa xin dạy con biết cho đi chiếc lá cuốn bay trong gió chiều. Lạy Chúa xin dạy con biết quên mình như hạt sương tan nhanh trong nắng mai. Lạy Chúa xin cho con biết đổi là ăn
gian. Lạy Chúa, xin dạy con biết can trường như cây cao vẫn đứng im một mình. Lạy Chúa, xin dạy con biết cho đi như chiếc lá cuốn bay trong gió chiều. Lạy Chúa, xin dạy con biết quên mình như hạt sương tan nhăn trong nắng mai. Lạy Chúa, xin cho con biết đổi mới như mầm non nảy lộc với mùa xuân. Lạy Chúa, xin cho con biết đổi mới như mầm non nảy lộc với mùa xuân. Kính thưa quý vị, một bài hát xin dạy con một cái tâm tình là muốn luôn muốn nghe theo lời Chúa. Và thường thường đó, thưa cha Dũng, ở đây là thường thường người ta nói là cỏ bao giờ cũng xanh hơn ở bên cái hàng rào của người ta. Thì có người nói là đi tu, tại sao đi tu cuộc đời rất là buồn, rồi có người là nói là tu là cõi phúc, tình là giấy oan. Thì không biết là đối với cha Dũng thì là đi tu buồn hay là vui? Dũng thấy đời tu rất là hạnh phúc, cho nên có những lúc buồn vui lẫn lộn. Tuy nhiên Dũng thấy đời tu có lẽ là hạnh phúc hơn, cho nên sau khi đi tu rồi thì trải qua những kinh nghiệm, được tiếp xúc với giáo dân, được giao giảng lời Chúa, được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, và Dũng cảm thấy là vui nhiều hơn là buồn. Trong cái đời sống tu trì của cha Dũng thì có một đoạn phúc âm nào hay là một câu nói nào trong Thánh Kinh mà cha Dũng có thể là đó là cái chân thiện mỹ của mình để mình tìm đến hay không? Dạ, khi mà Dũng bước vào đời tu thì cũng như ngày chịu chức, thường thường mọi người, các thầy thường chọn một câu kinh thánh để làm cái kim chỉ nam cho mình. Và Dũng đã chọn là ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. Bởi vậy Dũng đã tín thác vào Chúa để mà xin Chúa những điều này, và Dũng tin tưởng rằng Chúa sẽ lắng nghe và chúc lành cho mình. Bây giờ nếu mà có những người mà muốn đi tu mà họ đang còn là phân vân, thì một cái lời khuyên nào mà cha có thể là gửi đến những người đó? Dạ vâng, các bạn trẻ nào mà muốn đi tu đó thì đừng có ngần ngại, nếu mà thắc mắc về đời tu như thế nào thì cứ liên lạc với Đức Dũng. Cái email của Đức Dũng cũng rất là dễ nhớ, đó là muondi tu@yahoo.com. Wow. Vâng, sở dĩ Dũng có cái email này là vì lúc trước học ở trên đại học Santana College, sau khi từ nhà dòng ra rồi mình cũng muốn thành lập một cái nhóm để mà chia sẻ với ơn gọi. Mình là người ở trong nhà dòng gia, cho nên mình cũng muốn chia sẻ với ơn gọi và để có thể thêm được nhiều bạn đi tu, cho nên Dũng đã thành lập ra cái group đó và lấy cái email là muondi tu@yahoo.com ở Sinh Viên Công Giáo. Xong rồi Dũng cũng mời một số các bạn để tham dự những cái buổi đó, và trong nhóm nó cũng có được 3-4 người thành linh mục. Wow, thật là tuyệt vời. Thì cảm ơn cha đã đến ngày hôm nay để chia sẻ những bài hát. Con biết là cha cũng có rất là nhiều bài hát về thánh ca. Thì hiện tại bây giờ là cha sáng tác được bao nhiêu bài thánh ca và bao nhiêu là tình ca rồi? Cha nhớ không? Hay là lost count rồi? Dạ vâng, trước khi mà trở thành linh mục thì Dũng cũng có một cái ước mơ, cũng như xét ra một cái goal cho mình, là mình sẽ có một CD nhạc tình để nói về các thể loại về tình yêu con người. Sau đó mình cũng có một CD nhạc thánh ca, nhạc đạo. Đó là cái goal thứ hai, rồi để trở thành một vị linh mục. Sau đó thì đến cuối đời mình có thể là một cuốn sách gì đó
đó là xét ra những cái goal như vậy. Cho nên chắc là như hồi nãy đã nói là vì là tiếng em giỏi quá, thành thử ra nhạc tình cũng khoảng 40 bài, mà nhạc nhạc đạo thì chỉ khoảng hơn 10 bài gì đó thôi. Wow. Vậy là bây giờ là sẽ phải sáng tác nhạc thánh ca nhiều hơn. Mà không những hát tình ca nhạc đạo mà cha còn hát nhạc rap nữa thưa quý vị. Thì hôm nay thì có một cái bài hát nhạc rap rất là vui, rất là kiểu như là nghe là ai cũng phải là rất là enjoy và rất là sing along with the song. Vậy thì cha có thể nói là tại sao cha viết cái bài hát này để mang tin vui hay là một cái message nào đến tất cả mọi người qua cái bài hát này thưa cha? Vâng, sau khi bước vào đời tu và để bây giờ làm sao có nhiều bạn trẻ bước vào đời tu hơn, rồi sau khi mình suy ngẫm về đời tu như thế nào, những cảm giác, kinh nghiệm, hạnh phúc ra sao, rồi Dũng đã viết ra cái bài là Hạnh phúc đời tu với thể điệu nhạc rap để cho nó vui tươi. Sau đó, đó thì sau 10 năm làm linh mục rồi thì học được những kinh nghiệm của đời linh mục nữa, cho nên nó lại thêm dài ra một chút xíu nữa. Lúc trước là mình chỉ đi tu với con mắt màu hồng, với cái khung trời màu hồng là toàn những sự hạnh phúc. Rồi sau khi đời linh mục rồi thì mình thấy cũng có những cái sự thử thách, cho nên Dũng lại viết thêm một đoạn về những cái thử thách mà đời linh mục sẽ phải đối diện. Cho nên Dũng đặt cái bài hát này là Vui buồn hạnh phúc đời tu. Đó là một cái bài hát mà Dũng tâm sự với mọi người để mọi người hiểu biết được cái cảm giác cũng như cái kinh nghiệm về đời tu như thế nào, cũng như cho những bạn trẻ nào đang muốn tìm đến đời tu có thể biết được về đời tu. Vâng, thì hồi nãy thì chúng ta là cha ngồi tâm sự hát thì ngồi phải không quý vị, nhưng mà hát nhạc rap là phải đứng. Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Vui buồn hạnh phúc đời tu. Vâng, với cái bài nhạc rap này thì ngồi chắc là không hát được, cho nên Đức Dũng xin phép để được đứng lên để hát cho nó thoải mái hơn. Tu là biết kiên trung, cho dù sóng gió lung tung đứng bề,
cảm tạ chủ nhân hai câu thánh thiện vẹn truyền khắc ghi. Cuộc đời ý nghĩa là chi để tu hạnh phúc còn gì quý hơn? Tu đi tu. Cho cha một tràng pháo tay. Vâng, cảm ơn cha. Một cái bài hát rất là hay mà nói lên một chuyện rất là thực tế. Cái này là cha kinh nghiệm cả một đời linh mục của cha, phải không cha? Dạ vâng, đúng rồi. Sau khi mình làm linh mục được mười mấy năm thì mình cảm thấy tất cả những vui buồn nó xảy ra, cho nên với kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm của những cha khác nữa, mình soạn lại cho nó thành cái bài hát này để chia sẻ với tất cả mọi người giáo dân hiểu được đời sống đi tu là như thế nào với một người linh mục. Vâng, cảm ơn cha rất là nhiều. Và hôm nay thì em cảm ơn chị Phương Lan, anh Trần Thiện và cha đã đến đây để có những cái một chương trình rất là tuyệt vời. Thì trước khi chia tay thì mời cha có một lời chào cũng như là một tâm tình gửi đến tất cả quý khán giả. Dạ vâng, một lần nữa Đức Dũng xin chào tất cả quý ông bà anh chị em và tào cha an bình ở đây cũng như hai anh chị đã giúp đánh đàn ngày hôm nay. Đặc biệt xin gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ, và nếu các bạn trẻ nào muốn tìm hiểu về đời sống ơn gọi thì cứ việc email cho Đức Dũng ở địa chỉ email là muondi@yahoo.com. Xin cảm ơn. Một lần nữa thì con xin được cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và kính chúc quý vị một ngày, một tuần và mãi mãi được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Thank you and God bless. See you next time. Cảm ơn quý vị. Chào quý vị.